thắt cái dây này để máng chùm chìa khóa ha. Thì cần hai màu dây tím và hồng, màu nào cũng được, miễn tím hồng. Ý là thắt dạng mà chó đi dạng xéo xéo á. Nhìn thao tác ha, mình buộc lại cái dây đó, nó có một cái dạng cái vòng tròn để mình móc cái chìa khóa vào á. Rồi xong xuôi mình tách nó ra, ý là phân ra làm dạng như bốn phần, thì màu tím đối diện màu tím, còn màu hồng đối diện màu hồng ha. Khi mà cái dây màu tím nó chéo qua cái dây màu bên màu hồng thì nó móc lại, thấy chưa? Thao tác thứ nhất nhìn nó hơi bị rối một chút, xem cái thao tác gần sắp cuối cùng á thì bạn sẽ hiểu. Rồi kéo cái dây xuống hết tất cả thì nó tạo ra một cái hình tứ giác, là hình vuông á. Đó, có nghĩa rằng là cái dây màu tím nó chéo qua cái đầu bên cái dây màu hồng bên kia. Dây màu tím giống như đó là dây 1, dây 2. Đó, dây 1 chéo qua bên cái dây màu hồng bên kia, cũng màu hồng cũng vậy luôn, gọi là dây 1, dây 2. Đó, dây 1 chéo qua bên cái màu dây màu hồng của dây 2. Dây 2 của màu tím chéo qua bên dây số 1 của màu hồng. Rồi xong tới mình thắt gút lại, mình kéo xuống nó thành hình tứ giác. Rồi cứ tiếp đó, cứ làm tiếp làm hoài cho đến khi gần sắp hết dây, hoặc là mình thích dừng chỗ nào cũng được, là chuyện của mình thích tới đâu cũng được, để mình cột lại để mình treo đó, thấy chưa? Thấy cái ngón tay chỉ chưa? Đó, để ý không? Cái dây màu tím số 1 nó ở ngay cái đầu của dây màu hồng số 2. Rồi dây màu tím số 2 nó ở ngay cái đầu cái dây màu hồng số 1. Rồi cứ lấy dây số 1, số 2 của màu hồng lòn qua dây màu tím và kéo nghịch lại. Đó, cứ tiếp tục làm tới khúc cuối luôn. Chúc các bạn thành công nha. Làm là ghiền đó nha. Bye bye. Have a good weekend.